Diễm. Có mừng không? Rồi, rồi. Cảm ơn cho chú. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Được không ạ? À? Được. Vậy đời đủ ăn không? Cái này bà kho thịt ha. Đủ, cái này kho ăn ngon. Dạ. Mà nãy cảm ơn mấy chú. bà nhà mấy người? Nhà hai cháu mà con nó ở ngoài thành phố, bây giờ mặn không có tiền nó gỡ về, bây giờ khổ quá trời khổ rồi chú ơi. Dạ. Mặn mấy tháng nay nhờ nó gửi tiền về cho nhỏ uống sữa mà giờ không có tiền có bạc gì hết trơn. Dạ. Khổ quá khổ rồi. Nhà có lấy thôi. Con lấy gì? Có thịt hả? Con nghiệp tà. Có thịt cho hai nhà Út ơi, chung nhà. Chung. Chung. Chung rồi được rồi. Dạ. Thằng Phú ở với ai đông không? Còn cái đường ở ngoài đó. Đi ra đó. Hai bà già phải không? Rồi. Rồi bà, chúc bà ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn con nha. Dạ, dạ. Chào mừng hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì giờ này mừng hồ cùng với Đạt với lại Dường 8 để mà đi thu gom rau củ để hỗ trợ bà con ở quê mình, phân quà qua để phát cho những người khó khăn ở quê hương ở xã Tân Bình, huyện Tân Bình của tỉnh Đồng Tháp, cô bác quý anh chị. Và hôm nay thì trên cái chuyến hành trình này, Bùi Hồ được sự ủng hộ của chị Lâm Tuyền, đặc biệt Kiều Mỹ ủng hộ cho Bùi Hồ để phát cho những người khó khăn. Khi mà người nghèo sẽ được có thịt, các cô bác của anh chị. Và người nghèo thì mỗi người nghèo thì sẽ có thịt, có trứng và có rau củ với lại gạo. Còn những người cuộc sống khá giả hơn thì Bùi Hồ sẽ hỗ trợ phát dưa leo và cải. Đó. Và đây là cái hành trình hôm nay hai anh em Đạt với lại Bùi Hồ với lại... sẽ đi gom. Hôm nay thì mình sẽ đi ba chiếc xe, hai chiếc xe gắn máy với lại một chiếc xe Đạt là tài xế riêng của mình. Hả Đạt? Đạt phụ hồ. Công việc hàng ngày của Đạt là làm cái công việc là thợ xây. Và mỗi người mỗi một cái công việc khác nhau, nhưng mà trong nhóm của mình thì không có thuê ai cả. Thì anh em chỉ thiện nguyện từng bỏ công ra để đi làm giúp bà con mùa giặt thôi. Em sẽ chạy theo cái con đường này để qua xã Tân Long để mà thu gom rau củ, và Đạt thì vẫn đang sau Bùi Hồ nè. Mong là công việc hôm nay thì đi với cái chiếc xe xe như thế này sẽ dễ chạy hơn. Thời tiết hôm nay thì âm u quá Đạt, đang chuyển mưa, vừa chạy mà anh em vừa hồi hộp, bốn người luôn rồi sao có dựng đằng sau nữa kìa. Hôm nay thì Bùi Hồ xin chân thành chị Lâm Tiền là Việt Kiều Mỹ đã hỗ trợ cho Bùi Hồ thực hiện phát những cái phần quà rau củ cũng như là gạo, phần quà có thịt cho bà con nghèo ở quê hương Tháp Hạ, xã Tân Bình, huyện Tân Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đó. Và đây là tài xế mà chị Lâm Tiền có nhắc đến. Nhìn cái này. Đây cô bác với chị. Cái cảnh quê mà nếu như mà không có dịch đó thì nó mát thanh bình ha. Mỹ đến điểm để mà chúng ta tổng kết rau củ. Nói chung là nhờ mạnh thường quân chung tay thì Bùi Hồ mới có thể làm được những cái công việc thiện nguyện như thế này. Lên xem đó không? Lên chứ. Lên tiếp đi 500 đi. Đây là người đàn ông đáng thương nhất nhất năm nè. Nhất mùa dịch chứ. Chào anh em. Chào gì nói chào luôn. Rồi. Viết công chuyện mình về giọt nè. Chạy từ sáng đến chiều luôn. Chiếc xe này bán không? Dễ gì? Dạ hả? Chạy chắc xe không đi. Ừ. Xe này xe đánh trận không bán được hả? Xe này chắc chạy đi. Xe đó chắc chạy đi. Không chết nhà nó. Chưa chạy chưa? Rồi bao nhiêu dưa leo ạ? 700. Ở đây 700 luôn hả? Ừ. Mình sẽ phát 700 dưa leo với lại cải thiện ở đây nhiêu? 400. 400 hả? Này để qua tới mơ được không? Được, bình thường. Không, ừ. 3.000 luôn đúng không? Chắc đây. Đừng có ép quá nó bị úa nha. Nói chung là đi lấy ai cũng tranh thủ, không bao giờ người nào nói chuyện với người nào luôn á. Những xe tải
Có không anh Nam? Có nói thiệt nha ông nội, bịt cái lỗ mũi lại kìa trời. Xe này chở cải không hả? Ừ. Này sao? Hôm nay phải hơn bữa trước. Bữa nay qua được tới chỗ mà 4 người, còn bữa trước cũng cho qua có 2 người. Tâm trạng. Vậy. Tâm trạng bữa nay hơi thoải mái, ít có áp lực hơn bữa đó. 400 hả anh Đéo? Ừ. 400 ký cải. Ồ một xe ghê à. 700 ký dưa leo. Rồi, vậy nó mấy không mấy thải quan bịch đi, bịch đi. Cải hay dưa leo? Dưa leo cũng được. Mà cải thì mấy cải máng hai bịch bên đó đi. Qua đây nè. Đây. Bên đây nè. Máng vô. Đây. Rồi, máng vô. Bên kia luôn. Đây luôn. Rồi. Rồi, được chưa? Rồi. Rồi, chạy đi. Rồi. Thẳng về nhà luôn nha. Rồi, thẳng về nhà luôn. Rồi trước nha. Rồi rồi. Đây nữa xe này nữa. Cải đợt này ngon ha. Ừ, cải này. Ngon nhiều nữa. Rồi. Rồi lại chơi chút nữa vậy. Được không? Hả? Hết rồi, hết rồi. Đang trong quá trình tình chạy về nè. Chiều nay mình phải phong qua giùm mất một phần ra. Rồi mai là bắt đầu anh em cũng đi bác luôn. Quá luôn. Bị gì rồi? Em không cần. Chết nó vậy. Gớt hả dạ? Ừ, gớt hả? Rồi tóm cho máy. Rồi. Mới gớt vào cải cô bác quý anh chị. À, thông tin với cô bác quý anh chị tại sao mình lại mua rau củ với lại thịt. Lý do là rau củ là thứ nhất á, là chợ mình nó không có nhóm nữa nên là nữ là không có hoạt động nên là nữ mua rau củ phát cho bà con tất cả ở ấp hạ. Rồi thứ hai là thịt cho những hộ nghèo, thịt và trứng với lại gạo thì cho những hộ nghèo. Còn một xe rau cải, một xe cải thìa này nữa thì ông Dượng ông chở đi trước rồi. Rồi được chưa, tiếp tục được không? Đây. Ê, chưa nha, chưa nha. Đây sáng nay phải soạn lại hả? Lên cho em coi coi. Ừ. Đây là trong này có cải với lại hành luôn hả? Cải hành dưa leo luôn. Cải này nó bị qua một đêm nó hơi bị úa phải không? Ừ. Nhầm một dưa leo. Nhưng mà vẫn còn tươi phải không? Ở đây thì có hộp dịch. Tươi xanh luôn. 100 phần này, 100 phần hộp dịch mỗi phần như thế là 10 trứng. Hộp dịch này thì 2.000 một trứng nè. Tụi này hộp bự. Dạ. Đâu tươi không bảy tươi có cây ở ngoài thì nó bị cái lá nó bị đỏ một chút chứ tầm tươi xanh nè. Tại qua đêm ở đây thì sáng dì Bảy có mua lên 150 kg thịt. Thịt này nhiêu ký gì bảy? 130 hả? Mỗi một phần như đó thêm nửa ký thịt này để mà kho với lại trứng hả? Nhìn ngon ha. Thịt xong hả? Không có xương hả? Không, mấy thịt người ta kho đi, xương nó cũng bằng giá mà thịt nó ngon. Ừ. Nạc không ngon ghê luôn. Ừ. Ha. Ừ. Bọc nửa ký là vừa vậy rồi. Bọc nửa ký vô sẵn luôn là 100 phần hả? Ừ. Bọc nửa ký 100 bọc. Ừ. 100 bọc nó 50 ký. Đúng rồi. Ừ. 130. Đợt này mấy đợt trước phát rau cũ không à, đợt này thì mình phát thêm thịt. Ngon quá bác. Và cái phần này thì được nhờ sự ủng hộ của chị Lâm Tiền là Việt Kiều Mỹ. Đó. Rồi, nói gì không? Hả? Cảm ơn chị Lâm Tiền ở Việt Kiều Mỹ cứu hỗ trợ cho Đồng Tháp. Rất cảm ơn nhiều. Xong là đẩy hộp dịch lên nha, Úc. Rồi. Chưa lại á. Rồi bây giờ tới còn gạo nữa hả? Chắc hộp dịch lên không? Khiêng hộp dịch lên. Khiêng dịch lên đi. Hộp dịch thôi, nó chạy xe ông đà theo, cặp theo. Không, hộp dịch đỡ này được nè. Có cải nè chị. Khiên nghe với em nè. Đây dễ phát. Đây gồm có mỗi hộ là 10 trứng. 100 hộ.
Rồi vậy cải nữa đủ không Út? Phải chạy xe thêm quá không? Rồi, phải chạy xe thêm. Này 100kg thịt nhìn nghèo nghèo ha. Ủa 50kg á. 50kg 100 phần mà. Nhiều. Để cắt vô góc này luôn. Rồi chắc dao lên ha. Dạ cho chú Lâm chưa có chưa? Chưa này anh Trường à. Ông Lâm nào chú Lâm. Tao. Dạ. Trường với tao. Cho Lâm bà lo khổ phần đi. Dạ cho chú Lâm một phần đi. Ờ rồi có cho bình không? Ha, dạ cho ông Lâm. Cho bình để lắc đi. Gần, con thịt. Ờ cho. Bà khổ khó khăn gì không? Dạ bà này khổ đã. Dạ già không có mặt dạ. Gì đâu. Chỉ là chỉ cho khổ phần thì cho ông Trường đi. Không coi cái này cũng cho anh chú Lâm. Chú Lâm khó khăn bà. Hả? Cái này con cho chú Lâm. Trường cũng mặn đâu có được đâu con. Dạ. Cái này cái cho Út hen. Cái đó con cho gửi chú Lâm á bà. Chú Lâm đây nè, còn bình đâu? Chú Lâm với ông Bình. À. Ừ, cho Bình đi. Chú Lâm với ông Bình phải không? Ừ. Đây. Rồi thịt cho chú Lâm nè. Cho Bình. Bình bọc thịt heo. Gì là gì? Cho ông Bình bọc thịt heo. Này là ai? Là con Yến. Đúng rồi. Nè, cho đừng bà đẻ một bọc thịt đó đi. Với thịt nè, đó. Cho Bình bọc đi. Cho bọc thịt heo nữa là đủ đó. À. Chú. Dạ. Vì không có cho Út hả? Dạ cho Út gao cũ nữa Út. Không có nói chuyện cho thịt kìa. Dạ có đó. Rồi Bình lấy đâu. Rồi nó có phần nữa Út ha. Cái này đủ hai phần rồi đó. Ừ. Rồi con đi nhớ. Phần nè. Còn gao nữa đi. Anh vô cho Út đi. Đâu. Bình, cái này cũng Bình. Gao cải không Út? Rồi đây. Này con phần cũng Bình. Rồi quay xe lại. Rồi bà Út cho bắp bọc gao cải. Rồi cho rồi đó. Rồi đây. Bình bò thằng Lâm bọc gạo lấy cho bà. Dạ rồi đem vô đi. Trong đó giờ không có ai nhảy ra đâu bộ. Rồi anh Lâm nè. Rồi để vô đây cho bạn. Rồi ba phần gồm có ba bịch gạo luôn nha bà. Đây. Rồi thịt heo ba nữa nè. Dạ cảm ơn nha. Dạ có thịt heo luôn nha. Có thịt heo luôn. Dạ. Thịt heo hộp vịt với gạo nha bà Tám. Ờ thằng chạy. Dạ. Rồi một bọc nó dựng cho đây một bọc luôn. Rồi. Đi hai ơi. Cái hành trình anh em đi phát thì xe này là chỉ phát cho tất cả những người có gạo rồi chứ gì. Phát cho những người mà ai cũng phát, còn người nghèo thì sẽ có thịt, có bán quý chị. Hôm nay tài xế là Đạt nè. Này hộp vịt luôn Tám. Đây tặng bà gao. Hộp thịt này để kho hộp vịt ha. Đây. Các bạn. Dạ. Rồi chúc bạn ngon miệng nha. Chú ở đâu ạ? Con ở đây à. Đây hả? Dạ. Bên bà cụ này nữa ha. Đây mấy hộp? Cho Út Giang đọc với Út Giang nào. Đi lên đó, đi vô đó đâu phải hết. Giang đi, ông đi hay ớt rồi. Đó không cho nhọc Giang hay gì cưng. Nhọc ba có đây một phần rồi nè. Có chứ, một phần chưa gì. Vậy cho cái này cho Giang đi. Dạ, vậy là hai phần. Cho tôi một phần chứ. Dạ. Bà cụ này Út Giang nè. Dạ, má cũng giùm nè. Dạ. Bà lấy cơ, bà có chưa? Chưa. Cho Út Giang. Chưa đó. Cái này là cho. Đây bà lại đây, bà lại đây. Út Giang đi ha. Sao bà Út này được không? Bà Út nó được, mà bà không phải lấy gạo, bà còn gạo, bà nó mà còn gạo ha. Vậy mình đưa gạo với hộp vịt với thịt đi. Ừ. Dạ. Rồi này đưa cho Út Giang phần dưa luôn đi. Út Giang có hả? Có hả? Của cô này nha. Dạ. Đó của cô, còn nãy của bà ba hầm gì đó. Ba hầm rồi, chú đó cho gạo này cho Út Giang nè đó. Út Giang ha. Rồi còn bà cụ đó. Cụ đó ăn với tôi rồi. Chung cho gạo á, bịch đi. Cho bà bịch gạo nữa hả? Cho bà bịch gạo. Vậy bây giờ thêm muốn bịch gạo nè, bà chia ra một con ha. Cái này cho bà cụ á. Dạ. Rồi. Được không? Ông được không? Được không? Út Giang đó. Út Giang có đó. Bây giờ bà đủ chưa bà? Bà đủ chưa? Nhiêu kệ nhiêu được. Không có đủ chưa? Đủ rồi. Này đủ một phần rồi đó. Cái này một phần tôi với bà cụ á. Rồi. Dạ. Này ông hay gì? Rồi. Dạ. Cái này là thịt hộp vịt là mấy người khó khăn nha. Ông nói nhiều. Cho 7 lần thịt vịt đi anh. Có mấy lần ha. Đây. Hộp vịt là hộ khó khăn. Dạ. Có 7 phải không? 7 này phải không? Rồi. Có 3 ha.
cho mã bịch gạo luôn. Có bịch gạo đó. Có rồi ha. Có rồi đó. Dạ. Đây, con gửi cho bà. Đây con gửi cho bạn bịch thịt nè. Này hộ khó khăn. Đó, bà Tư. Cho anh luôn. Bà Tư vô muốn. Giá đủ chưa? Cảm ơn. Khoan. Rồi, được rồi. Đây. Cô nhà cô này khó khăn không? Úc. Cô này nè. Cô. Đây. Đây còn nữa cô ơi, cô. Còn nữa. Đây nó có ở nhà không? Đây. Đâu có nhà đâu. Dịch nữa. Dạ. Gao với lại dưa leo. Rồi đủ chưa? Có thịt chưa chị? Chưa lấy thịt để em lấy thịt. Không, thịt heo cho một hộ khó khăn à chị? Ở ngoài là sao chị? Em có xả với lại có rau lan. Dạ. Thịt heo mình cho hộ khó khăn à? Dạ. Cái này đủ nè. Rồi. Rồi bây giờ còn thịt heo nữa hả? Cho hai đứa nhỏ. Khó khăn nữa cô. Dạ, khó khăn chứ đâu có làm được tiền đâu. Đi làm là không có được. Dạ. Đi làm không có được. Vậy còn gạo không? Gạo không? Đi làm là không có được chứ phải là không đi làm. Không dấn được rồi, thằng luôn. Không dấn rồi, đừng có anh. Rồi, đây. Cháu nó bên kia, nó mẹ anh đi mặn bò qua ở với tôi. Dạ, nhiêu đó bà ăn đủ không? Có thịt cho bà chưa? Có rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn. Cho bà ăn mà kho thịt bà ăn ha. Dạ. Nhà, nhà đâu? Bỏ đây nha bà. Bỏ đây nữa bà lấy nha. Rồi. Rồi, không ngày có làm gì ra tiền không bà Tư? Có tiền. Dạ. Nay có thịt ăn mừng không? Mừng chứ. Thôi đưa bà Tư con đi nha. Dạ. Rau đi mong Út. Có ở đây còn ai trong đó còn ai cần rau không? Có phải cho bột nữa đi. Dạ. Gì cảm ơn. Dạ. Gạo luôn. Tao cái bột nữa. Không. Dạ. Lấy bịch ấy. Lấy bịch gạo đặt. Bịch gạo đặt. Mấy bà cụ này nghe thương nè. Để đây đi chút nữa ai đem đi dầm má đi. Để đây đi. Bà Tám năm nay nhiêu tuổi rồi? 86 tuổi. 86 tuổi rồi. Quá cụ rồi. Dạ. Ờ. Con đi nghe bà Tám. Rồi lại đằng náo đắng chờ cho thằng náo. Rồi. Rồi, cảm ơn nhiều lắm. Dạ, rồi chúc ông ăn ngon nha. Dạ, cảm ơn mấy cháu nha. Dạ. Chi nè, dạ. Dạ. Rồi. Còn ấy nữa kìa. Rồi. Đây. Còn năm này ha. Năm này. Ồ bà Năm này quen mà. Rồi gửi bà đợt này có thịt nha bà Năm. Sao ba đâu một thịt chứ sao một cái mà. Bà bọc miếng vịt mấy chục trứng rồi gì nữa. Rồi chúc bà Năm ăn ngon nha. Rồi cảm ơn mấy chú nhiều nha. Hai mẹ con. Cho thịt luôn. Thịt với hộp vịt luôn. Được chưa? Có chưa? Rồi chúc bạn ngon nha. Rồi ở đây có mấy hộ vậy cho luôn. Mấy hộ đặng đi còn gạo không? Có mình một nhà. Chồng bị dốt mới hết rồi. Cô có mình một luôn hả? Rồi cho cô học dịch luôn nè cô. Thật luôn. Cô đó ơi. Cô. Ừ. Tớ con cho cô gỡ cô thịt. Út rồi. Đây. Ấy ở cầm giùm em. Đâu. Không đeo khẩu trang vô cho người ta. Chạy ra. Rồi. Đeo khẩu trang vô nha. Dạ nè.
mở mở cửa vô luôn, đem vô luôn. Rồi cho bà ăn tới mùa dịch này nha. Rồi đây con để bà có thịt nha. Bị tai biến mà đi không được. Giao nè chị. Đây. Có. Nè. Rồi cảm ơn nha. Rồi cảm ơn. Em hồ nè. Dạ. Rồi đây luôn. Tặng quà nè chú ơi. Gạo. Còn gạo không? Còn gạo không chú? Hết gạo luôn hả? Ở nay có thịt heo kho thịt ăn đỡ nha. Ừ, cảm ơn heo. Dạ. Biết con không? Biết mày con của chồng với chồng với đây. Con có đâm á. Dạ. Ở đây đầy đủ nè. Ừ. Vâng. Trứng. Dạ. Thịt. Trứng thịt gạo luôn đầy đủ nha. Heo luôn. Dạ. Khổ quá. Khổ quá hả? Ờ, có giò mà phải khổ mà ăn được chứ. Có giò mà ăn được chứ. Khổ. Có mình một phải không? Có mình một. Ừ. Cho mừng không? Vậy. Mừng cho không? Mừng lắm. Thôi cái này nha. Ừ dạ. Ai cũng nói chung là rất là nhiều cảnh đời cũng khổ khác nhau cô bác anh chị. Nhà cô mấy người cô? Hai người. Hai người hả? Không có lao động gì đó ha? Không. Đi bằng hồ về mà bị đủ về mà tới giờ có được gì đâu. Rồi cho cô thêm thịt nè. Cảm ơn nha. Dạ. Cho con nữa nè. Dạ. Cho con này nữa nè. Dạ. Gao chú ơi. Cho chú hai này thịt được nè. Gao gạo, còn gạo không hai. Nhà bà nhất đông quá. Rồi. Nhà bà mấy người? Đông lắm hả? Gạo. Cho bà bịch gạo luôn, bịch gạo luôn. Gạo. Gạo đâu? Đây con gửi cô bịch trứng nè. Đây thấy mà đây trước đi. Đây. Đây có chút xíu có đi. Nước bà hai nè. Cho ăn vô. Cho bà gạo không, gạo gạo đâu. Qua có thịt rồi hả? Dạ, có thịt chưa? Rồi, lấy bao gạo. Rồi, cảm ơn nha mấy chú. Rồi, đủ chưa? Chưa. Dạ. Còn bịch gạo đó. Cao ha. Cảm ơn. Này, tiêu chuẩn cao. Rồi, mừng không? Rồi, rồi. Cảm ơn nha chú. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Đủ chưa? Có thịt chưa? Có rồi. Cảm ơn chú. Dạ. Được không à? Được. Gì đợi đủ ăn không? Cái này bà kho thịt ha? Đủ, cái này kho ăn ngon. Dạ. Nè, cảm ơn mấy chú. bà nhà mấy người? Nhà hai cháu mà con nó ở ngoài thành phố, bây giờ mặn không có tiền nó gỡ về, bây giờ khổ quá trời khổ rồi chú ơi. Dạ. Mặn mấy tháng nay nhờ nó gửi tiền về cho nhỏ uống sữa mà giờ không có tiền có bạc gì chứ. Dạ. Rồi hôm nay chúc bà ngon miệng nha. Dạ. Hổng gà có thịt ăn không? Không, hổng gà không có. Dạ. Gạo không, không à, mới bữa nay có. Dạ dạ rồi. Có gạo mà không? Không rồi. Đây đây, hồi này có thịt chưa? Hồi này bán số nè, cho không có số nè. Ờ đây nè, đây bán số. Đây tới ba người bán này đó. Bịch gạo luôn cho. Gạo đâu? Cho bịch gạo cũng được rồi. Ừ nha. Gì con? Hôm này là tôi bán số đó hả? Đây đây bà. Nhà bà mấy người? Ở Duyên hả? Ở Duyên đó mà. Có gạo chưa bà? Hả? Có gạo chưa? Bà còn gạo không? Còn ít xíu à. Còn ít xíu cho 5kg luôn. Bà có thịt ăn không? Không, thịt đâu ăn. Thôi đây đây. Thiếu gạo, bà nó không có thịt ăn. Còn thịt đây. Cái này cho mấy người khó khăn đó. À, biết chứ. Chưa anh ơi. Bà đưa cho bà. Con để lấy gạo chưa? Con lấy gạo hả? Ở này bán số. Chậm anh nuôi, anh nu, chậm giùm em anh nuôi. Nhỏ đốc chi bột gạo về cho nó bột gạo đi. Đây, gạo đốc gạo. Đúng chưa? Chưa.
có nè. Đây đây, lại đây, ra đây lấy. Hết hồng dịch luôn hả? Hết rồi. Theo còn nhiều. Bà lấy bịch gạo đi, nhà hết gạo rồi. Rồi đây. Bà có thịt ăn không? Cho con xin bao kìa. Đây thịt luôn. Quá quá, ở trong này khổ quá. Khổ quá, khổ rồi. Không có lấy thôi. Con lấy gì? Lấy thịt hả? Con nghiệp à. Có thịt cho hai nhà Út ơi, chung nhà. Chung. Chung rồi, được rồi. Dạ. Con leo đi. Ừ. Rồi tới luôn. Gạo gạo gì ăn hết ơi. Có giờ đấy nữa. Rồi không? Lấy gạo. Rồi sống với ai? Sống ngay. Sống không? Giống như hai chồng Út cho 4 năm đứa con với hai chồng 7 tôi nơi cái. Ồ, cho gạo thịt luôn. Rồi vậy 4 năm đứa con cho bà hai bọc gạo đi. Nè. Hết gạo luôn hả? Còn nó chục bột gạo nữa, còn mấy bọc hả? Coi còn mấy bột thịt nữa. Bây giờ người nào có gạo là có thịt đúng rồi. Coi đếm lại. Thịt còn nó 20 bọc đó. Dạ dạ được, còn nhiều hộ mà. Hả bà già phải không? Rồi. Rồi bà, chúc bà ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn con nha. Dạ dạ. Rồi mẹ đâu? Mẹ đi đồng. Mẹ đi đồng làm gì? Bắt ốc hả? Ôi ơi, để lấy nhà con ra gạo không? Còn gạo không? Hết gạo hả? Lấy gạo với thịt với anh Âu cho hộ này gạo với hộp dịch anh Âu. Ủa thịt heo. Thịt heo. Nói mẹ nói chú Hồ gỡ nha. Nhà đó đó. Rồi, đây con gạo luôn nè. Con lấy khẩu trang bịch vô. Hai bịch gạo với lợn bịch thịt đi. Rồi, hộ bên kia luôn. Đây là hai gạo nhà nè. Thêm một bịch gạo nữa. Nè anh cơ. Rồi đủ đâu ơi. Rồi đó. Rồi đó nha. Tao thêm bịch gạo nó đi anh cơ. Nè. Rồi. Chia ra ăn. Rồi cảm ơn hết luôn. Rồi. Mấy người chị tôi tốt đó. Ờ mấy người biết nhường cơm sẻ áo. Tháng điểm này nó là gần hết rồi đó, gần cuối rồi đó. Nhưng mà gạo vẫn còn nhiều. Can cho cũng là gần kết thúc hành trình. Còn lại ba bột thịt. Cảm ơn Út nè, Út khá nè. Ừ, vừa đủ. Anh Cường nè. Vừa đủ luôn. Dạ. Mệt nhưng mà vui hiểu. Ừ. Bữa hậu nào cũng được quà hết. Dạ. Nói chung là hôm nay quà vừa đủ luôn. Ừ. Thì 580 hộ mà mình cho hết 500 hộ rồi thì nó trừ ra mấy cái hộ mà người ta giàu á. Dạ. Thì mình người ta không nhận, người ta nói hơi nhiều người khác. Dạ. Mình cũng có tấm lòng cảm ơn người ta. Dạ. Út có Út rồi xong sáo chạy. Chú chồng mình nãy cảnh nổ nãy quá khổ ha. Cuộc sống nãy thấy bà con khổ quá. Nói chung là vừa lao động nghèo mà lại vừa thất nghiệp nữa. Ủng hộ rau củ ấp Hạ xã Thân Bình theo tiêu chí là người nghèo có thịt thì một là 500 kg gạo 10.300 đồng một ký là 5.150.000 đồng, 2 700 kg dưa 4.500 đồng một ký là 3.150.000 đồng, 3 là 400 kg cải thìa 3.000 một ký là 1.200.000 đồng, 4 10 kg hành 1.500 đồng một ký là 150.000 đồng tặng thêm 15 kg, 5 1.000 trứng vịt 2.000 đồng một trứng là 2.000.000 đồng, hỗ trợ trong nhóm là 2.300.000 đồng, tổng cộng chi phí là 13.950.000 đồng. Bùi Hồ xin trích quỹ ủng hộ của chị Lâm Tiền ở Việt Kiều Mỹ để ủng hộ cho bà con những hoàn cảnh khó khăn, người nghèo có thịt trong mùa dịch. Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chị và Mạnh Thường Quân. Chúc chị cùng gia đình và Mạnh Thường Quân sức khỏe, an lành. Thưa cô bác quý anh chị, thì được sự hỗ trợ của chị Lâm Tiền là Việt Kiều Mỹ hỗ trợ cho Bùi Hồ để thực hiện một cái chuyến xe không đồng người nghèo có thịt. Thì hôm nay thì mấy anh em cũng mới vừa phát xong và có được sự hỗ trợ cũng rất là nhiều anh em. Thì theo chia sẻ của chị Lâm Tiền thì chị nói hỗ trợ cho tài xế là Đạt lúc trước đi theo mình để mà chở thu gom rau củ đó. Thì chị nói có gửi cho Đạt là $100. Thì 100 đô thì tương ứng với lại 2.300.000 đồng của bác của anh chị. 1.500.000 nè. 2.300.000 đồng. Này là chị Lâm Tiền Việt Kiều Mỹ gửi cho Đạt đó. Thì Đạt có muốn nói gì không? Dạ, cảm ơn chị Lâm Tiền ở bên Mỹ luôn.
Rồi sao nói đi. Sao? Thì số tiền này thì hổm gà cũng như đi chung bốn anh em á, đi với dựng tám với lại Út Dùi á, thì cái này mình chia ra chú làm ba luôn. Chú Út. Chú Út á. Ừ. Làm chia ra làm ba. Đà này đặt chia thấy vậy chia luôn ha. À, chia ra ba anh em luôn. Nhưng mà ai cũng khó khăn hết trơn á, mình có số tiền này để mình xây sở mấy ngày mà nghỉ dịch. Ừ. Rồi dựng tám vô dựng tám ơi. Chia tiền luôn kìa. Nói chung là này là chị hỗ trợ, nói cuộc sống thì cũng người nào cũng khổ chứ không phải là riêng là những người khổ mới khổ, mà những người có việc làm thất nghiệp nó vẫn khổ. À, hôm nay thì chú Út thì sáng thì đi đồng rồi. Vô ngồi đi. Thấy hết à. Chú Út thì sáng thì đi đồng rồi. Bây giờ có dựng tám hồi sáng giờ đi phát nè. Bây giờ Đạt gửi cho dựng tám hay sao đó ha. Thì đó ba anh em cứ việc chia ra. Ba anh em chia ra đi. Mình xài qua mùa dịch. Hỗ trợ tương thân tương ái. Ở cái đó thằng chú Út thì gặp chú Út đưa sau. Ừ. Rồi. Rồi dựng tám nói gì không? Cảm ơn chị tên gì? Lâm Tiền. Lâm Tiền hỗ trợ cho các mấy anh em, vậy là cái số tiền này cũng mình cũng đã nó mà có ăn cũng đã hơn cái mấy người hoàn cảnh khó khăn thôi. Cái em dùng số tiền này là để mua gạo cho cái những người khó khăn mình. Vậy đây. Ừ. Cảm ơn chị. Rồi một lần nữa thì Bùi Hồ thay mặt cho mấy anh em thì cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị đã hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho Bùi Hồ có những cái chuyến xe tải mà không đồng để vận chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh ở trong những cái clip trước. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Và thì chắc có lẽ là thời gian sắp tới thì anh em sẽ phát ra nhiều, làm thêm nhiều những cái chuyến xe không đồng nữa để vận chuyển lên Bình Dương cũng như là thành phố Hồ Chí Minh cũng như là bà con ở trong quê mình. Rồi cầm đi. Rồi chưa? Rồi chia đều nha. Cảm ơn chị Lâm Tiền luôn. Rồi bye bye.